Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồ Đề Phật Quốc là nơi hưng long chánh pháp Như Lai tiếp nối mạng mạch của Phật Pháp. Con là Lệ Đạo, xin kính chúc Thượng Tọa trú trì cùng quý Tăng Ni trong năm mới có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hướng dẫn Phật tử chúng con tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trời đất và vạn vật đều hân hoan đón chào năm mới, cũng như bao trái tim của những người con Phật đang rộn ràng trước sự ra đời của trường đại học Sakya Buddha, nơi chuyên giảng dạy giáo pháp Đức Như Lai, giúp tất cả mọi người đều được trí tuệ, được bình an, quan thánh tịnh, thành tâm kính chúc cho việc xây dựng trường đại học gặp nhiều thượng duyên, trở thành ngọn đuốc soi sáng cho khắp nơi nơi bây giờ và mai sau. Chúc mừng năm mới. Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc là nơi giúp cho chúng con luôn được thân cận thiện sĩ, biết dùng tam quy ngũ giới để hoàn thiện tư cách Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã hội. Trước thêm năm mới, Quang Dư xin kính chúc quý Phật tử, quý thiện tri thức gần xa, thân tâm luôn được an lạc. Kính thưa quý Phật tử, trong bao năm qua, những buổi tu học hàng tuần, những pháp hội được tổ chức tại chùa Bồ Đề Phật Quốc đã giúp cho đạo tràng chúng ta luôn được lắng nghe chánh pháp mà Đức Phật dạy. Vì thế, con là Quang Vân xin kính chúc ơn sư đạo hiệu Thích Quyền Châu trong năm mới luôn được thân khỏe tâm an, đại nguyện sớm viên thành. Trong thời khắc đón mừng năm mới, Thân Hoành xin thay mặt Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc thành tâm kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Pháp Thể Khinh An. Kính chúc quý Phật tử, quý trọng hương, an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Ánh sáng mùa xuân Di Lạc đã về phổ pháp, xin kính chúc tất cả quý Phật tử và quý đồng hương năm mới luôn được làm các điều thiện lành, luôn giữ tâm ý trong sạch và thân tâm luôn được thường an lạc. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc là nơi có quý Tăng Ni hướng dẫn giáo lý Phật Đà, để Phật tử tại gia biết như lý tác ý và luôn được sống trong hạnh phúc an vui. Văn Phước Hòa kính chúc quý đồng hương Phật tử gần xa trong năm mới luôn tinh tấn tu học, vạn sự cát tường và được sự gia hộ của chư Phật mười phương. Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc luôn như pháp và tùy pháp hành pháp. Những buổi tu học hàng tuần đã giúp Phật tử chúng con chuyển hóa thân tâm, hành thiện cho đời, biến trần gian thành cõi tịnh độ. Trong không khí tươi vui của mùa xuân đang về, Diệu Minh xin kính chúc quý Phật tử và toàn thể gia quyến luôn hướng thượng, hướng thiện, tạo nhiều phước báo cho bản thân và tha nhân. Những ngày tu học tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc giúp cho Phật tử chúng con nhận biết và học theo nhân cách cao thượng trong sáng. Nhân dịp xuân về, Quang Hằng xin thành tâm đảnh lễ những vị hộ pháp trong Đạo Tràng và kính chúc toàn thể quý vị luôn cùng nhau tinh tấn trong tu học, tương lai được dự vào dòng thánh. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Thánh. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Happy